Chúng tôi đã có thể bắt đầu trao quà cho đồng bào. Cho đồng bào các vùng lũ lụt bị ảnh hưởng ở huyện ở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Rồi ạ, xong rồi ạ. Rồi ạ, xong rồi. Rồi, cảm ơn các bác nha. Chúc các bác mạnh khỏe nha. Sớm vượt qua khó khăn nha. Bác chỉ đây rồi, đi thôi.